Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng Giêng năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bức tâm thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các gia đình Công giáo Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh. Hôm nay mùng 1 Tết, ngày đầu năm mới Đinh Dậu, cầu bình an cho năm mới. Ngày xuân bên bàn thờ Chúa cao quang, đoàn con chân thành cảm mến hân hoan, hoa ngàn cỏ hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thềm năm mới, con xin bình an của Ngài ở mãi bên con, trọn đời yêu Chúa chính trong niềm tin. Lạy Chúa, Chúa mùa xuân, mùa yêu thương luôn vinh tồn. Lạy Chúa, Chúa ngàn năm, Chúa là vua mãi muôn đời. Tình Chúa như nắng xuân, đem niềm vui cho cuộc đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay mồng 1 Tết, ngày đầu năm âm lịch, người Việt Nam có tục lệ chúc tuổi và lì xì cho nhau. Lì xì để chúc may mắn và chúc tuổi, mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới này. Vạn sự khởi đầu nan, lúc bắt đầu tốt đẹp thì đầu xuôi đuôi lọt. Cho nên ngày hôm nay người ta sẽ chúc cho nhau những lời tốt đẹp và dành cho nhau những cử chỉ thân thiện và quý mến. Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cũng lì xì cho các môn đệ trước khi người đi xa. Chúa nói: Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Đúng vậy. Điều mà Đức Giêsu để lại cho các môn đệ cũng không khỏi làm chúng ta ngạc nhiên. Tưởng là Ngài sẽ để lại cho các môn đệ của cải hay vàng bạc, nhưng không, Đức Giêsu chỉ để lại và ban một điều duy nhất, đó là bình an. Và chúng ta biết là sau này, khi Ngài hiện ra với các môn đệ, Ngài cũng lại nói:
Thầy ban bình an cho anh em. Ngày đầu năm mới, người ta thường chúc tiền tài danh vọng sẽ đến trong năm. Nhưng ai đã từng trải thì mới thấy bình an là điều quý giá. Nếu không có bình an, ta không sống được vì cứ phải thấp thỏm và sợ hãi. Đặc biệt, trong xã hội bất ổn này, tiền tài nhiều càng làm ta bất an, danh chức lớn càng làm ta lo sợ. Bỗng chốc, những điều kiện vật chất trở thành gánh nặng và những an ninh tạm bợ không làm ta yên tâm. Từ sự bất an thể lý sẽ dẫn tới bất an tâm lý và hơn thế là bất an nội tâm. Đức Giê-xu nói, Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Đức Giê-xu đã ban một cách rất riêng và lạ. Ngài mong muốn các môn đệ nhận ra rằng cuộc đời của các ông luôn có Ngài hiện diện và đồng hành. Sự bình an đây là chính Chúa. Trong năm mới này, ngoài những lời chúc tốt đẹp và những đồng tiền lì xì may mắn, mỗi người chúng ta cũng chúc nhau bình an, chúc nhau an lành và điều chính yếu là chúc nhau có Chúa. Có Chúa, các môn đệ không lo sợ hay bất an. Có Chúa, chúng ta can đảm đương đầu với những thử thách trong năm mới, đặc biệt là những khó khăn trong đời sống đức tin. Lạy Chúa, trong năm mới này, xin cho mỗi người chúng con luôn cần Chúa, có Chúa, vì chính Chúa là bình an của mỗi người chúng con. Amen. Ngày xuân bên bàn thờ Chúa cao quang, đoàn con chân thành ca mến hân hoan, hoa ngàn cô hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thềm năm mới, con xin bình an của Ngài ở mãi bên con, trọn đời yêu Chúa trung chính trong niềm tin. Lạy Chúa, Chúa mùa xuân, mùa yêu thương luôn vinh cầu. Lạy Chúa, Chúa ngàn năm, Chúa là vua mãi muôn đời. Tình Chúa như nắng xuân, đem niềm vui cho cuộc đời. Chúa cao quang, đoàn con chân thành ca mến hân hoan, hoa ngàn cô hát ca vang tạ ơn Chúa. Ngày xuân bên thềm năm mới, con xin bình an của Ngài ở mãi bên con, trọn đời yêu Chúa trung chính trong niềm tin. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Dolan chào mừng sắc lệnh cấm tài trợ phá thai của Tổng thống Donald Trump. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, và đồng thời là Chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sinh của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã lên tiếng hoan nghênh sắc lệnh khôi phục lại chính sách Mexico City của tân Tổng thống Donald Trump. Đức Hồng Y Dolan nói rằng,
chúng tôi hoan nghênh hành động ngày hôm nay, thứ Hai, 23 tháng Giêng năm 2017 của Tổng thống Trump, nhằm khôi phục lại chính sách Mexico City, trong đó chặn đứng việc lấy tiền đóng thuế của dân trao cho các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, nhằm thúc đẩy hoặc thực hiện các ca nạo phá thai ở hải ngoại, là những hành động thường xuyên vi phạm luật pháp của nước sở tại. Ngài nói thêm, đây là một bước chào đón sự khôi phục và thực thi các chính sách liên bang quan trọng trong việc tôn trọng quyền căn bản nhất của con người là quyền được sống, cũng như sự đồng thuận của lưỡng đảng chống lại việc buộc người Mỹ tham gia vào các hành động bạo lực của hành vi phá thai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu, dù giận Thiên Chúa nhưng vẫn cầu nguyện. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên, trong thánh lễ sáng 24 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, theo bài đọc trích thư gửi tín hữu Do Thái, khi đến thế gian, Chúa Kitô nói, lạy Cha, của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Ngài không muốn. Thì này con đây, con đến để thi hành thánh ý Cha. Lịch sử cứu độ chính là câu chuyện về lời thưa này con đây. Sau khi Adam lẩn trốn vì sợ hãi Thiên Chúa, Chúa đã bắt đầu gọi mời và lắng nghe những lời đáp lại. Này con đây, con sẵn lòng, con sẵn sàng. Những lời ấy được vang lên trong dòng lịch sử qua lời thưa của Abraham, của Môsê, Elia, Isaiah, Jeremiah, cho tới lời thưa xin vâng tuyệt hảo của mẹ Maria và chớp đỉnh là lời thưa xin vâng của chính Chúa Giêsu. Lịch sử của lời thưa này con đây không phải theo kiểu tự động, bởi vì Thiên Chúa ngỏ lời với những ai Ngài mời gọi. Thiên Chúa luôn luôn trong cuộc đối thoại với những ai mà Ngài ngỏ lời trên con đường này, con đường của tiếng thưa này con đây. Thiên Chúa hết sức kiên nhẫn. Khi đọc sách ông Gióp, chúng ta thấy tất cả những lời than vãn, những điều không hiểu, những phản ứng, và Chúa đã nói với ông. Chúa sửa đổi tâm hồn ông. Và cuối cùng, ông thú nhận. Vâng, lạy Chúa thật phải lẽ. Lâu nay, con chỉ biết Chúa dựa vào những tiếng đồn thổi. Giờ đây, mắt con đã nhìn thấy Ngài. Đó là lời thưa xin vâng, và đời sống Kitô hữu là thế, là thân thưa. Này con đây, con đến để thực thi ý Chúa. Hết lần này đến lần khác. Thật là tuyệt vời khi đọc Kinh Thánh, vì ở đó chúng ta tìm thấy những lời thân thưa của dân đối với Chúa. Đó là những câu trả lời, và điều ấy quá đẹp. Này con đây, con đến để làm theo ý Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp, làm thế nào để tôi có thể thưa lên lời xin vâng, này con đây, đối với Thiên Chúa? Có lẽ tôi giống như Adam, tức là chạy trốn, ẩn núp và không đáp lại. Hoặc là khi Chúa gọi tôi, thay vì thưa lên, này con đây, thì tôi lại nói, chứ muốn gì ở con chứ? Hoặc là tôi trốn chạy giống như Jonah. Ông không muốn làm điều Chúa nói với ông. Hoặc là tôi chỉ giả bộ làm theo ý Chúa, tức là chỉ sống kiểu bề ngoài thôi, giống như các kinh sư và luật sĩ. Và Chúa Giêsu đã mắng cho cả những người như thế là kẻ đạo đức giả. Hoặc là chúng ta sống kiểu chọn đường khác mà đi,
giống như các thầy Lê-vi và thầy Tư Tế trong câu chuyện người Samari nhân hậu. Vì thầy Lê-vi và thầy Tư Tế trong câu chuyện ấy đã bỏ mặc nạn nhân nửa sống nửa chết trên đường và tránh qua một bên mà đi. Vậy chúng ta đáp lại Thiên Chúa trong cách thức nào đây? Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa thích nói chuyện với chúng ta. Ngài yêu mến bạn, bởi vì Ngài là người cha. Còn bạn, bạn sẽ thân thưa, này con đây, hay là bạn ẩn núp, hoặc là chạy trốn, hoặc là sống giả vờ, hoặc là chọn con đường khác. Mỗi người chúng ta có thể tự đưa ra câu trả lời. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bức tâm thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến các gia đình Công giáo Việt Nam hôm 20 tháng 11 năm 2016 vừa qua. Tâm thư được tiếp tục như sau. Trong năm thánh lòng thương xót, Đức Giáo hoàng Francisco dạy, thương xót không phải là một từ trừu tượng, nhưng là một lối sống. Nói về lòng thương xót là một chuyện, còn sống lòng thương xót lại là chuyện khác. Dựa vào lời Thánh Giacôbê Tông Đồ, chúng ta có thể nói, những công việc của lòng thương xót gồm những việc về phần xác và về phần hồn. Những việc về phần xác là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, chôn xác kẻ chết. Những việc về phần hồn là lấy lời lành mà khuyên người, mà dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ rể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Anh chị em hãy làm gương cũng như tập cho con cái làm những việc của lòng thương xót. Chính những công việc đó sẽ huấn luyện con cái chúng ta trở nên những con người có lòng thương xót, biến đổi gia đình chúng ta thành ngôi nhà của lòng thương xót, góp phần làm chứng và giới thiệu dung nhan Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót. Ngoài ngôi nhà của mỗi gia đình, chúng ta còn phải quan tâm đến ngôi nhà chung của mọi gia đình là trái đất. Người chị mà chúng ta đang chung phần sự sống, người mẹ tuyệt vời luôn mở rộng vòng tay ôm ấp chúng ta. Trái đất này đang kêu khóc vì những tổn hại chúng ta gây ra do việc sử dụng vô trách nhiệm và lạm dụng những tài nguyên Thiên Chúa ban tặng. Ngày nay, người dân Việt Nam đang phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng do tình trạng ô nhiễm môi sinh. Cá chết dọc bờ biển miền Trung, hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long là những điều mà mọi người quan tâm. Các nhà khoa học cho thấy con người là thủ phạm chính gây ra tình trạng biến đổi khí hậu qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách thiếu trách nhiệm. Các quốc gia và các tổ chức quốc tế đang nỗ lực để đạt đến thỏa thuận chung về việc giảm bớt khí thải nhà kính. Đây là vấn đề rất lớn, đòi hỏi những chính sách ở tầm vĩ mô. Tuy nhiên, các giám mục Á Châu cho rằng, các gia đình có thể đóng góp hữu hiệu vào việc chăm sóc môi trường sống bằng những việc nhỏ bé hàng ngày. Tiết kiệm nước, dùng loại đèn ít tiêu hao năng lượng, rút dây khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng, không đốt lá và rác thải, không xả rác ngoài đường phố, không sử dụng hóa chất độc hại trong canh tác và sản xuất. Nếu mỗi gia đình đều ý thức và giữ gìn như thế, thì những việc nhỏ bé hàng ngày trong mỗi gia đình sẽ trở thành nguồn lực lớn trong việc chống ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất đai, ô nhiễm không khí và giữ gìn môi trường sống trong lành cho mọi người, hôm nay cũng như thế hệ mai sau. Anh chị em thân mến,
Giờ đây chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Cha trên trời, cội nguồn mọi ân phúc và thưa với Ngài. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại, mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất. Xin Cha ban ơn phúc âm hóa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng tin mừng cứu độ, là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an, vào mọi lĩnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm giá của mọi người. Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng, mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình. Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con, vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen. Lễ Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, ngày 20 tháng 11 năm 2016. Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bức tâm thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các gia đình Công giáo Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc đề tài nói về thời gian như một gia sản, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài làm việc và yêu việc. Brian Deason là vị tổng giám đốc của tập đoàn Coca-Cola đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác trong đời của chúng ta. Ông ví cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay mỗi người có 5 quả bong bóng mang tên công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần. Công việc là một quả bóng cao su, khi bạn làm rơi xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Chúng ta giải thích ý nghĩa của lời này như thế nào? Phải chăng công việc, dù có thất bại, chúng ta cũng có thể làm lại, rút kinh nghiệm và kết quả sẽ tốt hơn trước? Độ dai bền của cao su chẳng khác gì khả năng bắt đầu đi bắt đầu lại của chúng ta trong công việc. Càng làm càng nhuần nhuyễn và trở nên khéo léo hơn thôi. Nhưng còn 4 quả bóng kia, Brian Deason cho rằng chúng đều là những quả bóng thủy tinh, gia đình, bạn bè, sức khỏe và đời sống tinh thần. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, hư hỏng hoặc bị vỡ mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Chúng ta cẩn thận hơn với những quả bóng cao su hay thủy tinh mà mình có chứ. Thượng Đế không cho chúng ta gánh nặng khi Ngài cho chúng ta cai quản và làm phát triển trái đất này, mà chính Ngài đã ban biết bao ơn phúc khi cho chúng ta có việc làm để nuôi thân, để phát triển và làm đẹp khuôn mặt địa cầu này. Cho dù làm công việc gì, chúng ta đều góp phần mưu ích cho bản thân và cho đời. Các thánh hiền xưa thường nói, không có việc gì quý, không có việc gì tiện, chỉ có con người dùng công việc không đúng mức, đúng hướng mà thôi. Thật vậy, điều quan trọng là chúng ta đến với công việc với thái độ nào. Có người khi làm việc luôn làm miễn cưỡng, chẳng chút hứng thú. Họ xem công việc như một gánh nặng phải mang, là một món nợ họ phải trả.
Có người cứ ngồi chờ cho đến khi gặp công việc mình thích thì mới dấn thân vào. Họ chờ và chờ với thái độ thụ động. Vậy thì khi nào họ mới gặp được công việc mình thích đây? Thái độ thứ ba là của những người khi làm bất cứ điều gì cũng làm hết mình, với tất cả sự nhiệt tình và tận tâm. Những người này không sớm thì muộn, họ sẽ tìm thấy một phần của bản thân mình trong những gì họ làm. Họ gắn bó rồi say mê. May mắn hơn, có những người tìm được công việc thích hợp với sở thích và khả năng ngay từ đầu. Họ sáng tạo và say mê theo đuổi những gì họ đang làm và làm tốt, nhưng số người này không nhiều. Có lẽ thái độ lành mạnh nhất là chúng ta làm việc hết mình, rồi dần dà tập yêu thích công việc, trở nên quen thuộc, giỏi giang và khéo léo hơn. Nhờ kinh nghiệm, công việc cũng trở nên nhẹ nhàng, tạo điều kiện để ta phát huy thêm sáng kiến và đồng thời có thể kiếm thêm những công việc khác cùng lúc. Như thế, bản thân sẽ được phát triển cùng lúc với công việc, cuộc sống sẽ thăng hoa. Làm việc hết mình là làm với hết khả năng tốt nhất của mình. Đây là nguyên tắc vàng. Tuy vậy, cũng đừng quên rằng khả năng chúng ta thường biến đổi tùy theo tình trạng thể lý hoặc tâm lý, tình cảm, các giai đoạn phát triển, tuổi tác, v.v. Vì thế, làm hết sức mình không có nghĩa là luôn làm việc cùng một cường độ, nhịp độ và thời gian như nhau. Nếu không thích nghi công việc với thực trạng của con người chúng ta, công việc có thể đem đến sự hủy hoại hơn là xây dựng. Vì chúng ta là những con người, chứ không phải là những cỗ máy chạy đều. Điểm then chốt có lẽ là làm sao để có sự vui thích và hứng khởi trong công việc. Mặt khác, khi làm việc, chúng ta đừng quá lưu ý đến kết quả, nhưng là làm với hết khả năng. Chính bệnh thành tích đã biến nhiều người trở nên mệt mỏi, có khi tranh đua chèn ép người khác, tạo nên những bất lợi trong tương quan và tự biến mình thành nô lệ. Nhiều lúc làm việc quá sức sẽ làm tiêu hao năng lượng, lâu dần sẽ đưa ta đến kiệt quệ. Nếu bị lạm dụng lâu ngày, thân xác nhiều khi lên tiếng phản kháng lại, tạo nên những rối loạn về thể lý và có khi cả tâm linh nữa. Một yếu tố khác chúng ta cần quan tâm đó là niềm vui thích công việc. Thường tình, đa số chúng ta đi làm chỉ vì lương bổng. Khi làm cả tuần, hai tuần hay suốt tháng vất vả, rồi ai cũng đợi chờ ngày lãnh lương. Điều này thật chính đáng. Nhưng nếu trong lúc làm việc, ta có được lòng vui thích và hứng thú, chắc chắn công việc sẽ có hiệu quả và nhẹ nhàng hơn. Đồng thời, ta cũng có thể tận hưởng cuộc sống ngay khi làm việc, chứ không phải chỉ chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng để nuôi thân, hay công việc phải hoàn tất mỹ mãn rồi chúng ta mới vui hưởng. Chúng ta cần có thái độ làm việc lành mạnh khác nữa, đó là tập trung chú ý vào những gì đang làm như một đam mê. Bí quyết thành công vui sống là ở chỗ này. Hãy nhìn xem cách những đứa trẻ tận hưởng thì giờ và công việc của chúng như thế nào và có khác phần đông người lớn chúng ta không? Nếu một người được lãnh lương để làm công việc dùng xẻng xúc cát vào trong thùng xe vận tải, chắc họ sẽ cảm thấy mỏi mệt. Lúc đó, nếu có ai đến và đề nghị giúp họ, chắc họ sẽ vui vẻ mà đưa cái xẻng qua cho người ấy. Trái lại, giả tỷ có một đứa trẻ đang chơi trên một đống cát, xúc cát vào trong cái xô. Nếu có người nào đến nói với nó, cho họ làm thế việc đó một lúc, chắc đứa trẻ sẽ cự lại rằng, tại sao cháu lại muốn ông thay thế cháu trong khi cháu đang thích thú như thế này? Phải, chúng ta cần làm việc với một trạng thái vui thích giống y như một đứa trẻ chơi nghịch trong cát. Nó sẽ không muốn để một người nào khác đến thế chỗ của nó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây.
mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Xin cho tai con nghe được tiếng Chúa gọi, cho đôi chân con lên đường đi đến nơi. Xin cho tim con yêu người yêu hết lòng, đừng nuối tiếng chi trên cuộc sống mênh mông. Ôi tình yêu của người diệu vời, ôi tình yêu xa vượt chừng khơi. Tràn đầy như ngàn sao rực rỡ trên vùng trời mây. Đôi tay con đây xin người thương rất dịu, cho con vươn lên trong tình yêu Chúa nhiều. Tâm tư an vui hay sâu thương chất đầy, một hương tinh chung trong nhà Chúa. Trời mây xin cho môi con vang lời trong thánh điện, dâng muôn câu kinh dâng lời ca tiếng đàn. Xin cho hương thơm dâng về nhan Chúa Trời, đẹp như tiếng ca trong tình khúc tuyệt vời. Ôi tình yêu của người diệu vời, ôi tình yêu xa vượt chừng khơi. Như đại dương, tình yêu của người tràn đầy, như ngàn sao rực rỡ trên vùng trời mây. Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách. Thiên Chúa lên tiếng trả lời ông Job và ba người bạn của ông là Eliphaz, Bildad và Sofa. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang tìm hiểu các lần Thiên Chúa hiện ra trong Thánh Kinh Cựu Ước để hiểu các vụ hiện ra trong Tân Ước và các vụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới. Như đã ghi nhận, kể từ thời ngôn sứ Samuel trở đi, Thiên Chúa ít khi hiện ra với con người, nhưng Ngài dùng các thiên sứ và các ngôn sứ làm trung gian thông truyền với con người. Điển hình như trường hợp Tổng lãnh Thiên Thần Raphael trong sách Tobia. Trong sách ông Job, Thiên Chúa không hiện ra, nhưng Ngài nói chuyện với ông Job và với ba người bạn của ông. Nghĩa là ông Job và các bạn ông không trông thấy Thiên Chúa, nhưng nghe được tiếng Ngài. Ông Job là một tín hữu rất giàu có, đạo hạnh và ngay thẳng,
hằng kính sợ Thiên Chúa và tránh xa điều ác. Ông sinh được 7 người con trai và 3 người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời 3 cô em gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ, rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ, biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng. Lần nào ông Gióp cũng làm như thế. Trong số các con cái của Thiên Chúa trên triều đình Thiên Quốc, có Satan là không tin vào khả năng của con người có thể yêu kính Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Satan thưa với Thiên Chúa, có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc chở che nó tứ bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm ra, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Elohim phán với Satan, được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới. Rồi Satan rút lui khỏi nhan Elohim. Vậy một ngày kia các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp. Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ Va đã xông vào cướp lấy, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ, lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người này còn đang nói thì một người khác về thưa, người can đê chia thành 3 toán ập vào cướp lấy lạc đà, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa, con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào 4 góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay. Bây giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói, thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng Satan không chịu thua, nó thưa với Thiên Chúa, ra đổi ra, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Chúa phán với Satan, được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó. Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Bây giờ vợ ông bảo, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Nhưng ông Gióp đáp lại, cả bà cũng nói như một mụ điên, chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi. Ông cho thấy đức tin của ông là đức tin tinh tuyền hoàn toàn vô vị lợi. Tuy ông không biết rằng các khổ đau khốn khó xảy ra cho ông là do thách đố của Satan với Thiên Chúa, vì Satan nghi ngờ không tin nơi khả năng của con người có thể kính tin và yêu thương Thiên Chúa một cách vô vị lợi. 3 người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai họa xảy ra cho ông, liền kéo đến mỗi người từ xứ sở của mình. Ông Eliphaz người Teman, Bindad người Suác, Sofa người Naamat. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. Từ xa họ ngước mắt nhìn nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc, mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu. Rồi họ ngồi xuống đất bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, chẳng nói với ông một lời vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn.
Sau đó ba người bạn theo nhau trình bày ý kiến của họ theo các giáo huấn của nền thần học Do Thái cổ điển. Theo đó, các tai ương hoạn nạn và bệnh tật khổ đau là hình phạt, hậu quả cuộc sống tội lỗi của con người. Thiên Chúa đánh phạt quân gian ác, phường tội lỗi với các tai ương khốn khó và cả bệnh tật nữa. Ông Eliphaz nói với ông Job, xin anh nhớ kỹ, có ai vô tội mà phải tiêu vong đâu? Có nơi nào người công chính lại bị hủy diệt? Điều tôi thấy rành rành là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc họa cuối cùng chỉ gặt lấy họa tai. Chúng bị tiêu vong do hơi thở của Thiên Chúa, chúng phải tận diệt vì nộ khí của người. Ông Bindad thì quả quyết với ông Job, phải chăng Thiên Chúa bẻ quạt công minh? Phải chăng đấng toàn năng uốn cong chính trực? Con cái anh mà đắc tội với người, người bắt chúng phải gánh những hậu quả do tội ác chính mình đã phạm. Nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa, nếu anh cầu khẩn đấng toàn năng, nếu anh trong sạch và ngay thẳng, ngay từ bây giờ, người sẽ chở che anh, người sẽ hoàn trả lại cho anh địa vị của một người công chính. Ông Sofa thì nói, phần anh, nếu anh giữ lòng mình cho kiên vững, nếu anh giang tay hướng thẳng về người, nếu anh ném xa điều gian ác trong tay và không để cho bất công cư ngụ trong lều, thì bây giờ anh sẽ ngẩng mặt lên, không tỉ ố, anh sẽ được vững vàng, không sợ hãi chi. Vì bây giờ anh sẽ quên tai họa, dù anh nhớ tới, nó cũng như dòng nước đã chảy qua. Trong chương 19, ông Job cho thấy, dù bị Thiên Chúa và con người bỏ rơi, nhưng ông vẫn vững tin vào Thiên Chúa. Ông nói, tôi biết rằng đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ. Trong chương 21, ông Job phản bác tất cả những lý luận của ba người bạn cố gắng bênh vực giáo huấn cổ điển, cho rằng chỉ có kẻ gian ác tội lỗi mới bị Thiên Chúa đánh phạt, còn người công chính thánh thiện thì được Thiên Chúa che chở ưu đãi. Ông Job nói, tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già lại càng thêm của cái? Trước mặt chúng, dòng dõi chúng đứng vững như bàn thạch, chúng thấy con thấy cháu ngay trước mặt mình. Nhà cửa chúng yên ổn, không phải sợ hãi chi, ngọn roi Thiên Chúa không hề đụng tới. Bò mộng của chúng truyền giống không hư, bò cái của chúng sinh con không sảy. Con cái chúng chạy nhảy như chiên cừu, đám trẻ thơ tung tăng đùa giỡn. Chúng hát ca theo nhịp trống cung đàn, chúng vui đùa theo tiếng sáo vi vu. Cuộc đời chúng đầy tràn hạnh phúc, chúng đi về âm phủ thư thái an nhàn. Tuy nhiên, ba người bạn của ông Job vẫn một giọng điệu cũ tố cáo ông Job tội lỗi, nên bị Thiên Chúa đánh phạt. Ông Eliphaz nói, đấng toàn năng được lợi gì khi anh sống công chính? Người được ích chi khi anh sống vẹn toàn? Chẳng lẽ vì anh đạo đức mà người sửa trị và đưa anh ra tòa? Há phải chăng vì anh làm vô số điều gian ác và đã phạm tội muôn vàn lầm lỗi? Anh đòi anh em nộp của cầm mà chẳng có lý do. Lại còn lột cả áo che thân của họ, kẻ mệt nhoài anh chẳng cho nước uống, người đói là anh từ chối bánh ăn. Anh trao đất đai cho kẻ có quyền hành và cho người thần thế được định cư. Các quả phụ anh đuổi về tay trắng, các cô nhi anh bắt phải bó tay. Vì thế cạm bẫy bủa vây anh tứ phía, làm cho anh bất chợt phải sợ hãi kinh hoàng. Ánh sáng ra tối tăm, anh đâu còn nhìn thấy. Một khối nước phủ ngập thân anh. Ông Bindad thì nói, trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch. Ông Sofa thì khẳng định, đây là phần sở hữu Thiên Chúa dành cho quân gian ác, và đây là gia nghiệp đấng toàn năng để cho lũ bạo tàn. Con cái nó có nhiều thì cũng chết vì gươm, cháu chắt nó không được ăn thỏa thích, những kẻ sống sót sẽ bị tử thần vùi dập, mà không được các bà vợ khóc than. Nó có gom bạc nhiều như cát bụi, có chất áo quần thành đống như đất sét, thì cứ việc chất đi, nhưng người công chính sẽ hưởng dùng, còn bạc người vô tội sẽ chiếm hữu. Nó xây nhà như nhện răng tơ, nó dựng lều như người canh gác. Lúc đi ngủ nó là người giàu, nhưng đó là lần cuối, vì khi bừng mắt dậy, chỉ thấy mình tay không. Ban ngày kinh hoàng sợ hãi bao vây nó,
ban đêm cơn lốc cuốn nó đi, ngọn gió đông thổi nó bay mất dạng, bứng nó khỏi nơi ở của mình. Ông Elihu nổi giận với ông Job vì ông dám cho mình là công chính. Ông cũng nổi giận với ba người bạn của ông Job vì họ đã không tìm được câu trả lời lại ông Job mà còn lên án Thiên Chúa nữa. Ông khẳng định rằng không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Quả thật, Thiên Chúa không làm điều dữ, đấng toàn năng không bẻ quạt lẽ công minh. Cuối cùng giữa cơn bão táp, Thiên Chúa lên tiếng trả lời ông Job bằng cách tả lại công trình sáng tạo của Đức Khôn Ngoan. Ngài chế ngự sự dữ. Ông Job thưa với Chúa, phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con đã chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra con xin rút lại, trên cho bụi con sấp mình thống hối ăn năn. Thiên Chúa phán với ông Eliphaz, ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như Job tôi tớ của ta. Vậy bây giờ các ngươi hãy bắt 7 con bò và 7 con cừu, rồi đi gặp Job tôi tớ của ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi, và Job tôi tớ của ta sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó, và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như Job tôi tớ của ta. Sau đó Thiên Chúa phục hồi và tăng gấp đôi tài sản cho ông Job, cho ông sinh 7 con trai và 3 con gái, và sống thêm 140 năm nữa. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian. Trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm đường thứ tha, lời Ngài là đèn soi con bước chỉ đường hằng ngày cho con tiến, lời Ngài là sự sống muôn đời, mau mau mở lòng ra lắng nghe. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm được thứ tha. Lời Ngài tạo thành muôn tinh tu, tác tạo vạn vật trên trái đất. Lời Ngài mở đường tới thiên cung, lời Ngài tồn tại mãi Chúa ơi. Sứ mệnh loan báo và làm chứng cho tin mừng của giáo hội được thực thi dưới nhiều góc độ khác nhau. Đối với các giáo dân ý thức và có đức tin trưởng thành, đây sẽ là công tác mục vụ hàng ngày. Đối với các giáo dân sống đức tin hời hợt, đây sẽ là công trình tân phúc âm hóa. Đối với các giáo dân chối bỏ đức tin, đây sẽ là công việc tái phúc âm hóa. Đối với các Kitô hữu ngoài công giáo, đây sẽ là công trình đại kết. Đối với các tín hữu ngoài Kitô giáo, đây sẽ là công tác truyền giáo. Giáo hội Công giáo vừa kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đây là sứ mệnh loan báo và làm chứng cho tin mừng bằng công trình đại kết
hướng đến sự hiệp nhất mọi Kitô hữu. Hiện nay, công trình tân và tái phúc âm hóa trong giáo hội là công trình quan trọng, vì trong giáo hội vẫn còn có nhiều anh chị em sống đức tin cách hời hợt, hoặc cách nào đó đang dần chối bỏ đức tin của mình. Lịch sử giáo hội minh chứng, công trình này đã có từ thế kỷ thứ 12, bởi khi ấy các lạc giáo xuất hiện rất nhiều. Lúc bấy giờ, Thánh Đa Minh được ơn đoàn sủng, Ngài thành lập một dòng chuyên giảng thuyết để đưa những người lạc giáo trở về. Các môn đệ của Ngài cũng hăng say nối gót Ngài, phục vụ giáo hội theo đoàn sủng này. Các đức giáo hoàng tin tưởng vào ơn đoàn sủng của Chúa Thánh Thần đổ xuống trên dòng Đa Minh. Vì thế các ngài đã trao việc điều tra đức tin của những người lạc giáo cho dòng. Chân phước Antonio Pavonio là một trong ba vị chân phước được lãnh phúc từ đạo vì sứ mạng này. Chúng ta cùng cầu nguyện với Ngài, xin cho công trình tân và tái phúc âm hóa trong giáo hội được tiến triển tốt đẹp, để mọi giáo dân sống đức tin cách trưởng thành, giáo hội đứng vững trong ân sủng và bình an. Cậu Antonio là con một gia đình danh giá, sinh năm 1326 tại Savigliano, giáo phận Turino, nước Ý. Năm 15 tuổi, cậu xin vào tu trong dòng Đa Minh. Vào dòng, thầy Antonio dồn mọi nỗ lực tìm hiểu khoa học thánh và tập luyện nhân đức để có khả năng đương đầu với những người theo lạc giáo. Sau khi thụ phong linh mục, cha Antonio được đặt làm tu viện trưởng tu viện Savigliano. Đến khi chân phước Pedro Ruffia chịu từ đạo, cha Antonio nhận nhiệm vụ tổng thanh tra theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Urbano thứ năm. Cha phụ trách việc điều tra về đức tin tại các miền Lombardia và Liguria, bảo vệ và truyền bá đạo lý chân chính. Cha đã liên tục giảng truyền lời Chúa, khai sáng những trí óc u mê, tẩy trừ phong tục đồi bại là những căn nguyên sinh ra tà giáo. Cha nhận lãnh nhiệm vụ của một quan án điều tra đức tin của những người lạc giáo. Cha thi hành với tất cả lòng trung thành. Cha cầu nguyện không ngơi nghỉ và thực hành các nhân đức. Chính vì lòng quả cảm tố giác sai lầm, vạch rõ âm mưu của bè rối mà cha đã hy sinh mạng sống cho Chúa ngày 9 tháng 4 năm 1374 tại Bericheronio khi vừa dâng thánh lễ xong. Một năm sau khi cha Antonio qua đời, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã chứng nhận việc tôn kính cha. Bạn thân mến, về sứ mệnh loan báo tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã dạy: các con hãy ra đi, không sợ hãi và phục vụ. Khi sống theo ba điều này, các con sẽ cảm nghiệm được rằng người rao giảng tin mừng thì cũng được trở nên tin mừng. Ai thông truyền niềm vui đức tin thì cũng nhận được niềm vui. Chân phước Antonio Pavonio đã là mẫu gương cho mỗi chúng ta về điều này. Ngài đã can đảm ra đi, không sợ hãi và hết lòng phục vụ. Ngài đã hiến thân trọn vẹn để làm cho tin mừng được tái loan báo đến những anh chị em chối bỏ đức tin. Ngài đã mê say học hỏi để làm cho tin mừng được hội nhập, đem lại tinh thần nguyên thủy cho những anh em lạc đức tin. Ước gì mỗi người chúng ta cũng can đảm làm chứng cho đức tin. Ước gì chúng ta dám mạnh mẽ bảo vệ đức tin tinh tuyền dù có gặp những gian nan thử thách. Lạy Chúa,
Chúa đã ban cho chân phước Antonio tâm hồn can đảm, cổ võ sự thống nhất đức tin. Chúng con này xin Chúa cho chúng con, khi bước theo Ngài, được biết đem lại ơn cứu độ cho các linh hồn, là cùng đích niềm tin của chúng con. Amen. Loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm được thứ tha. Tình Ngài vẫn còn thương con mãi, cho dù lòng người hay thay đổi. Tình Ngài đời đời chẳng phai mờ, tình Ngài tình tuyệt đối Chúa ơi. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm được thứ tha. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn trong năm mới Đinh Dậu luôn được tràn đầy muôn ơn lành của Thiên Chúa.